Nào các bạn nhìn này, hôm trước thì chúng ta đã học sơ bộ về cái quy trình thiết kế và tư duy. Trong phần tư duy thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái gọi là tỷ lệ vàng trong thiết kế. Thực ra trong tỷ lệ vàng trong thiết kế thì ở trong cái nhiếp ảnh người ta cũng có rất nhiều những cái góc độ khác nhau. Nhưng đối với trong thiết kế của chúng ta thì chúng ta sẽ phải liên quan đến một cái thứ gọi đã được nghiên cứu trên trên thế giới với rất nhiều người designer thì đều liên quan đến một cái chỉ số đó là 1.618. Và 1.618 thì có nhiều người cứ nhìn đến 1.618 trong thiết kế logo như thế nào, trong thiết kế về đồ họa như thế nào thì cũng chỉ biết là nó vẽ ra cái logo xong nó khoét khoét một chỗ ok, nhưng mà chúng ta chưa hiểu rằng là nó sẽ ứng dụng như thế nào, làm như nào để chúng ta một cách dễ dàng nhất. Thì hôm nay tôi sẽ đưa cho các bạn đến một cái giá trị đấy như này. Thì đầu tiên nhá, khi các bạn làm này, các bạn hãy chọn cho tôi thiết kế thì người ta đầu tiên phải là tính theo tỷ lệ, đúng không ạ? Và tỷ lệ rất quan trọng, tỷ lệ cho khung hình, tỷ lệ cho chữ. Còn tương phản thì chúng ta sẽ chọn vào cái giá trị là có thể là sắc độ, có thể là con chữ, có thể là hình thể nhá. Đây ạ. Vậy thì việc đầu tiên của các bạn thì các bạn cứ chọn cho thầy một cái kích thước, của chúng ta có thể là chọn vào cm đi. Nhìn đúng không ạ? Để cho dễ thôi. Chứ còn các bạn để pixel hay gì đó cũng được luôn. Và công việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta cứ vẽ ra một cái biểu tượng làm cái hình vuông. Vẽ hình vuông thì dễ thôi, các bạn chỉ cần chọn vào đây cho thầy và vẽ một cái biểu tượng như này thôi, giữ shift thì nó là hình vuông này. Sau khi giữ shift thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng cái hình này chúng ta nên đánh một cái kích thước tỷ lệ đầu tiên có thể trở thành là một. Ví dụ các bạn có thể chọn 10 nhá. Như 10 như này, hoặc các bạn có thể chọn 40 cũng được. Có nhiều người thì ghi là 40, có nhiều người thì đã 40 hơi to. Chúng ta sẽ chọn là 10 thôi. 10 nhá. Sau đó thì sau khi đã có 10 xong thì bạn cũng đánh một cái kích thước ở dưới cũng theo chiều 10 luôn. Được chưa? Ôi, bỏ cái này đi. Tôi sẽ chọn là transform, mở cái này ra. Đây. À, các bạn nhìn thấy hình vuông không ạ? Vậy thì cái chiều cao của một cái tỷ lệ vàng đó là chiều cao thì là bằng 1, thì chiều ngang của nó, độ dài của nó sẽ là 1,618. Vậy thì để muốn làm được cái điều đấy thì nó rất là đơn giản. Ví dụ bạn muốn tạo ra một tỷ lệ vàng cho một hình chữ nhật, bạn có thể tích vào đây cho tôi. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái kích thước là mở cái khóa ra, mở khóa ra nhá. Và bạn muốn chiều ngang của chúng ta đây, chiều ngang của chúng ta đây ạ. Ví dụ tôi đánh gõ vào đây là khoảng 20 như này, thì các bạn có thấy dài ra không ạ? Nhưng cái này nó không phải là 20 mà nó chỉ cần cách đánh rất đơn giản là các bạn tích vào đây cho tôi. Các bạn hãy nhân cho tôi với tỷ lệ, nhân bằng cách nào? Các bạn giữ shift cho tôi và ấn vào dấu nhân. Các bạn nhìn không? Ấn giữ shift và ấn vào dấu nhân. Sau đó để các bạn ấn vào 1.618 enter như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái kích thước tỷ lệ của chúng ta bắt đầu ra một cái một chiều là 10 và một chiều là 16,18. Còn nếu mà nó tính theo là một cũng thế. Còn nếu mà có nhiều người bảo là thế, vậy thì em có thể vẽ một cái tự do được không? Được, tự do luôn. Các bạn có thể vẽ không cần biết là nó bằng bao nhiêu. Đây ạ. À, tôi có đâu bằng một, tôi có đâu bằng 40, tôi có bằng 20 đâu ạ. À, tôi chỉ cần chọn một cái khổ vuông, hình vuông như này thôi. Và sau đó tôi muốn tạo ra tỷ lệ vàng thì chỉ cần chọn vào biểu tượng transform, tích vào đây, dấu nhân, giữ shift, ấn dấu nhân, chọn vào 1.618 enter như này thì các bạn yên tâm một điều rằng là chắc chắn chúng ta sẽ ra một cái hình theo tỷ lệ vàng. Các bạn nhìn thấy này chưa? Có nghĩa là để muốn tính theo tỷ lệ vàng mà cho nó to lên thì bạn nhân với tỷ lệ là 1.618. Còn bạn muốn nhân một cái hình nhỏ hơn thì bạn sẽ chia cho 1.618 cho tôi. Có nghĩa là thực ra mình không quan tâm nó bằng bao nhiêu nhá em nhá, máy nó tính hết rồi. Và trong cái thiết kế về đồ họa của chúng ta, về cái hình thể của chúng ta đây. Vậy thì với một cái hình như này thì các bạn có thấy là cái banner của chúng ta không ạ? Có thể làm như này được không ạ? Nếu mà hình banner của chúng ta mà khách hàng người ta cho là chiều ngang bằng bao nhiêu, chiều cao bằng bao nhiêu thì chúng ta có thể là cho nó căn nề. Em lấy từ căn nề vào thì mình có thể đưa vào tỷ lệ vàng được không ạ? Ví dụ nhá. Có nhiều người bảo là thầy ơi, vậy thì em có thể vẽ một cái hình như này được không ạ? Đây ạ. Em muốn làm sao để đưa về tỷ lệ của cái thiết kế mà nó ra tỷ lệ vàng được. Em nhìn thấy ngay chưa? Vậy thì để muốn làm được ra cái tỷ lệ này nhá, em nhìn vừa rồi là tôi biến từ hình vuông cho các bạn, bây giờ biến thành hình chữ nhật mà tôi vẽ thoải mái. Tôi không tính toán một cái điều gì cả, chiều cao, chiều dài, dài rộng tôi không tính đúng không? Thì các bạn chỉ cần copy ra một cái phiên bản cho thấy nhá, nhìn thấy phiên bản này chưa?
Thì lúc này để muốn tính ra cái tỷ lệ nhá, từ đây là 1.618 đi, thì vậy thì cái này chỉ cần chia cho 1.618 thì nó sẽ ra chiều cao của đối tượng này. Các bạn hiểu cái này chưa? Và lúc này tôi chỉ cần mở cái transform lên. Các bạn có nhìn cái này không? Cái này là chiều ngang đấy. Tôi sẽ quét vào đây. Và tất nhiên là khi mà các bạn tính chia thì các bạn sẽ ấn vào giữ shift chia. Chia là sụt chéo như này này. Cái bàn phím của các bạn ấy. Thì nhìn thấy dấu chia chưa? Chúng ta sẽ cho 1.6 cho 18 enter như này. Các bạn sẽ nhìn thấy chiều ngang đây là chính là chiều cao của thiết kế của chúng ta. Và chúng ta sẽ xoay dọc như này này. Đấy, xoay dọc như thế này và lúc này chúng ta áp vào đây này. Để nó có bắt điểm mà, vậy thì chiều cao của cái hình thể nó phải đến đây. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok, thì lúc này chúng ta đã tạo ra một cái tính năng của cái hình của chúng ta là theo tỷ lệ vàng. Nha. Ok, vậy thì để muốn vẽ theo tỷ lệ vàng thì đầu tiên chúng ta sẽ phải làm như sau. Như thầy vẽ quy chuẩn thì thầy sẽ vẽ tầm nha. Chọn cho nó một cái đơn vị về cái đường nét rơi tầm khoảng 0.25 cho nó nhỏ thôi. Và cái này thì mình sẽ chọn một cái kích thước rơi tầm khoảng 10. Tính 10 thì nó dễ cho các bạn thôi nhá. Nhìn thấy chưa? 10 cm. Nhìn thấy chưa? Nói thứ hai, sau khi làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng thứ hai đó là gì em? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F để chúng ta copy được một cái phiên bản mới. Và cái phiên bản mới này thì chúng ta sẽ thay đổi kích thước của nó bằng cách là chúng ta sẽ tích bỏ cái khóa đi. Và chúng ta sẽ nhân với phiên bản đầu tiên là nhân ship nhân với 1.618 enter như này này, các bạn nhìn đúng không? Enter thì lúc này sau khi nhân lên thì các bạn có nhìn thấy hai hình của chúng ta không ạ? Nha. Rồi, sau khi đã làm xong cái này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi phương án là cho xung tuyến tất cả. Các bạn có nhìn thấy cái hình này chưa? Tỷ lệ bên này là 1, còn tỷ lệ này cộng thêm. Nhìn chưa? Vậy thì sau khi mà chúng ta đã có được cái vị trí này rồi thì bắt đầu chúng ta lại tiếp tục nhé. Nhìn này, các bạn có thể bắt đầu copy này. Ví dụ cái hình to nhỏ tùy thuộc. Ví dụ nếu mà hình to nằm bên trái thì nó sẽ như này. Thấy chưa? Từ cái hình này chúng ta sẽ copy một phiên bản nữa. Copy ra ngoài này. Các bạn nhìn thấy copy ra ngoài chưa? Với cái hình này chúng ta muốn cho nó nhỏ hơn theo tỷ lệ vàng. Chúng ta sẽ tích vào Transform và chúng ta sẽ ấn vào đây. Nhưng nhớ một điều rằng phải đóng khóa lại bởi vì lúc này là thay đổi một chiều thì các chiều kia cũng thay đổi theo. Thì các bạn chỉ cần đánh cho tôi một cái chiều như sau. Ví dụ nếu mà muốn thành hình chữ nhật nhá thì bạn mở khóa này, bạn chia cho tôi giữ shift chia 1.618 enter. Các bạn có nhìn cái hình này chưa? Và cái hình này thì lúc này chúng ta sẽ xoay góc độ ra và đặt ở bên tay trái của chúng ta là nhìn này. Các bạn nhìn này. Với cái hình này đúng không? Đúng hình này cô phải bằng đúng cái này không? Đúng rồi chưa? Rồi bây giờ sau khi đã làm xong nhé, các bạn sẽ xoay dọc cái này lên cho tôi. Đấy đây là. Chính vì vậy khi mà thiết kế của chúng ta sẽ làm ở góc độ này. Chúng ta quét qua. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Và cái này nhá, cái này khi mà để muốn làm ấy, chúng ta lại đánh tiếp theo một lần nữa là transform. Chúng ta lại chia tiếp này. Ví dụ chiều này là chiều ngang của chúng ta chia này. Đúng rồi, chia này. Chúng ta mở khóa ra nhé, chia này. 1.618 enter. Chúng ta sẽ tính theo tỷ lệ đồng dạng. Chia theo 1.618 enter. Và lúc này sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ lấy được cái hình ô vuông này, nó đúng bằng cái hình này theo tỷ lệ rút xuống. Các bạn chỉ cần chọn là đúng đặt vào đây. Các bạn có nhìn cái này chưa? Chúng ta đã có miếng thứ hai. Với cái miếng thứ hai như này đặt xong thì chúng ta có thể chọn được cái hình vuông của chúng ta nằm bên tay phải của chúng ta, thì chúng ta có thể nhân bản Ctrl C, Ctrl F lên. Ctrl C, Ctrl F nhé. Đây này. Ví dụ nếu bình thường thầy làm thì thầy hay làm theo cái hình thức nha. Các bạn đây là một vuông này. Nhìn chưa? Khi làm xong thì bạn sẽ copy thêm một vuông nữa vào đây cho thầy. Chọn vào đây. Transform. Chia này. Chia. 1.618 Enter. Và sau khi 1.618 thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có phần lên trên đỉnh đầu này. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta lại chọn một cái hình vuông này, chúng ta lại copy thêm một lần nữa và đặt vào đây. Có copy hình vuông, chúng ta chọn vào transform, chúng ta lại chia tiếp. Chia. 1.618 enter. Nhìn thấy không ạ? Và lúc này cái hình này của các bạn có thể đặt sang bên tay trái, nhìn thấy chưa? Tiếp tục các bạn sẽ chọn ở đây, các bạn sẽ copy thêm một lần nữa, chúng ta chọn vào transform. Chúng ta sẽ chọn là chia tiếp. Có nghĩa là những cái gì mà bạn muốn nhỏ đi thì bạn cứ chia cho tôi. Những cái gì muốn lớn hơn thì bạn sẽ nhân lên. Cái này cũng tính theo tỷ lệ về chữ nha các bạn nhớ nhá. Chúng ta sẽ chia cho 1.618 enter.
Và lúc này các bạn có thấy rằng cái hình này của chúng ta có thể đặt đây được không ạ? Nhìn này chưa? Đúng là nha, chúng ta sẽ copy ra bên này, chúng ta chọn vào transform, chúng ta chọn vào chia tiếp, chia nhá. Được chưa? 1.618 enter. Nhìn thấy nhỏ chưa? Và cái nhỏ này thì các bạn có thể đặt vào vị trí này. Đấy, nhìn thấy chưa? Nó sẽ rất nhiều. Vậy thì cái hình này của các bạn đặt trên hay dưới, ví dụ đặt xuống dưới như này hay đặt lên trên như này, đây. Nhìn chưa? Có thể đặt trên hoặc đặt dưới tùy rồi các bạn. Lúc này thì các bạn có thể đặt dưới hoặc đặt trên này. Ví dụ đặt dưới thì nhảy, chúng ta sẽ đặt như này. Ok, nhìn lên chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt sang bên tay trái hoặc lên bên tay phải, chúng ta chọn vào tiếp theo một lần nữa, chúng ta sẽ chọn vào transform, chia tiếp cho nữa. Chúng ta sẽ chia đây, 1.618 enter. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái này tôi sẽ đặt vào đây. Đó, nhìn chưa? Đặt chưa chính xác cứ kệ nó, tính ở đấy đã, tí nữa mình sẽ làm này, tại vì nó có bắt điểm này, các bạn sẽ nhìn thấy bắt điểm rất là đơn giản. Chúng ta copy thêm một lần nữa, chúng ta sẽ chọn vào transform, chia tiếp nha, 1.618 enter. Và lúc này sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ đặt vào đây, ví dụ như này. Sau khi đã làm được xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng thì quét qua và dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào đây. Thì chiều này là 1 và chiều này là 1.618. Nhớ nhé. Và tất cả tỉ lệ nó đều tuân thủ này. Và phần thứ hai để kiểm tra nó chính xác khít chưa thì bạn ấn vào Ctrl Y dài cho thầy để xem là tất cả những cái đường chúng ta khá là chính xác. Các bạn nhìn thấy không? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần chuyển đổi từ cái hình này của mình ra bằng cách nào. Ví dụ đầu tiên trong bố cục chúng ta sẽ có những cái dạng như sau, Ctrl Shift H. Chúng ta sẽ quét qua, chọn cho nó một cái em xếp thế nào cũng được, nhưng miễn sao nó ra tỷ lệ thôi, em hiểu chưa? Cái quan trọng nhất là tỷ lệ 1/3 này nha. Nào, chúng ta sẽ chọn ở đây, chúng ta sẽ chọn một cái màu nha. Trong những trường hợp này các bạn sẽ copy thành hai phần cho tôi, tại vì trong thiết kế bố cục chúng ta nó có một loại hình thứ nhất là hình vuông và hình tròn. Thì cái hình này của các bạn này, nhìn này, tôi sẽ cầm điểm này tôi kéo phát là có một cái hình tròn, nhìn các bạn, tôi cầm điểm này tôi kéo phát có hình tròn số 2, tôi cầm điểm này có hình tròn số 3. Nên là bạn biết tại sao mà tôi phải nhân hình vuông ra chưa? Tôi sẽ kéo toàn bộ tất cả này hình tròn. Đấy. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Thì nguyên tắc của nó là nhân và chia thôi mà, được chưa? Đúng này chưa? Và sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái này đi, chúng ta sẽ để nguyên cái này nhá. Nhìn này, quét qua tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng này và làm một cái thao tác, đó là chúng ta sẽ căn ở giữa nhau, ví dụ tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm. Thì đây là những cái kích thước tỉ lệ của chúng ta, ví dụ cái chiều này là ảnh số 1 thì cái miếng hình kéo màu thì nó phải là tầm này và cái logo nó có thể tầm này. Em hiểu cái kích thước chưa? Có nghĩa là khi một bên là ảnh thì nó sẽ phải tầm này nhá, là to nhất rồi. Thì cái ông thứ hai thì bao giờ cũng phải tầm này. Ông thứ hai có thể là chữ được không ạ? Em hiểu chưa? Ông thứ ba chính là logo có thể tầm này. Đấy, thì đấy là như số 1 nhá. Cái thứ hai của chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ có tiếp tục, tôi sẽ chọn số 1 cho các bạn là cho nó rõ hơn này, số 1 nhá. Chúng ta sẽ chọn số 1. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ copy thêm một lần nữa nè. Các bạn nhìn này, đây là cấp độ số 2 của chúng ta. Chúng ta sẽ đẩy cái này lên để cho mọi người biết, để sau này chúng ta lấy từng tỷ lệ ra thiết kế thôi, chứ thực ra là trong cái thiết kế đến đâu thì thầy sẽ làm tỷ lệ đấy được. Ví dụ lúc này thì kéo ra, đây là một hình, đây là hai hình, đây là ba hình, đây là bốn hình, đây là năm hình, đây là sáu hình, đây là bảy hình. Các bạn có thấy là nhiều lúc khi mình thiết kế bố cục hình vuông thì chúng ta có thể dùng những hình vuông theo tỷ lệ này được không ạ? Để làm cho ảnh và cho hình vào được không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, vậy thì sau khi làm xong này thì chúng ta sẽ bỏ cái cấp độ này, thứ hai chúng ta sẽ quét qua tỷ lệ, nhìn thấy chưa? Quét qua tất cả cái này và chúng ta sẽ chọn vào căn vào giữa nhau. Thì đây chính là tỷ lệ theo hình vuông. Có nghĩa là nhiều lúc đây là những cái tỷ lệ mà chúng ta sẽ đi theo. Có nghĩa là nếu hình ảnh đầu tiên to nhất là như thế này thì hình ảnh thứ hai nó sẽ phải nhỏ hơn cấp độ là chia cho 1.618. Các bạn hiểu chưa? Còn nếu mà bạn muốn làm cái hình nó lớn lên thì bạn phải nhân với 1.618. Có hiểu cái này không ạ? Có nghĩa là nó tuân thủ theo cái tỷ lệ vàng, cứ xuống một độ, xuống một độ. Xuống một độ thì nó sẽ bằng 2/3, nhưng mà xuống một độ nữa thì bằng 1/3 đấy nhá, nhớ các bạn nhớ nhá. Xuống 2 lần 1/3. Nào, tiếp theo đến phần này nữa thì chúng ta sẽ có một cái nữa, loại nữa, đó là bố cục hình chữ nhật. Các bạn có đồng ý với tôi là có bố cục hình chữ nhật không? Chúng ta cứ quét qua, chúng ta sẽ làm hình chữ nhật sau. Và hình chữ nhật thì chắc chắn nó không có trong đây đúng không các bạn?
Hình chữ nhật thì nó sẽ làm sao? Nó phải đi theo tỷ lệ đồng dạng. Đấy ạ, à, hình chữ nhật đây. Đấy đúng không? Vậy thì để muốn làm được cái điều này thì chúng ta sẽ tuân thủ theo giá trị ở đồng dạng cho nó. Nhìn thấy đồng dạng chưa? Chúng ta sẽ nhân bản nó một độ nữa. Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên và chúng ta sẽ nhân với chia cho tỷ lệ là 6, 1.618 Enter này. Đây là cấp độ hình số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ nhân bản thêm nữa là Ctrl C và Ctrl F thì chúng ta sẽ chọn vào Transform, chúng ta sẽ chia tiếp cho các bạn đó là gì? Chia 1.618 Enter. Các bạn nhìn thấy hình này chưa? Cái này là nó tuân thủ theo tỷ lệ ấy nhá. Nào tiếp tục chúng ta sẽ chọn vào đây, Ctrl C, Ctrl F, chúng ta chọn vào Transform, chúng ta nhân vào đây. Chia cho 1.618 Enter. Các bạn sẽ nhìn thấy là đây là những cái kích thước tỷ lệ mà chúng ta sẽ xuống dần theo từng từng thành phần của chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta làm một cách nào? Để tôi sẽ đưa cho các bạn xem. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ nhân bản ra một cái phiên bản thường thường thiết kế banner hay là thiết kế về banner cho Facebook hay banner đấy chúng ta có thể tuân thủ theo tỷ lệ như này nhá. Các bạn nhìn này. Để muốn tạo ra một cái phiên bản thiết kế thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chọn một cái kích thước tỷ lệ. Đầu tiên tôi sẽ đưa về đây. À, lúc này thì tôi sẽ chọn cho nó Transform thiết kế banner này, ứng dụng cho thiết kế banner này, tôi sẽ đẩy cái này hoàn toàn đầu tiên là 10 đúng không? Tôi sẽ mở khóa và tôi gõ vào đây là 10. Thì các bạn có thấy rằng một khi 10 thì nó sẽ nằm như này không ạ? Đúng chưa? Là bằng 2 phần 3. Vậy thì các bạn có thấy bao giờ là cái ảnh của chúng ta bằng 2 phần 3 không ạ? Nó phải bằng 1 phần 3 đúng không? Nên là chúng ta sẽ giảm cái độ này đi. Tiếp theo này, Transform này tôi sẽ chia cho nhớ đồng dạng này, các bạn sẽ chia cho tôi là chia này 1.618 Enter. Thì ví dụ đây là cái ảnh mà các bạn dành cho thiết kế. Ví dụ đây là ảnh dành cho thiết kế của cả khu mình, nhưng có phải là tuân theo tỷ lệ vàng không? Nó bằng tỷ lệ 1 phần 3 của các bạn. Và lúc này tôi sẽ đặt tạm cho nó một cái giá trị giới quán màu ghi. Ok. Thì trong thiết kế thì người ta luôn luôn phải có gì ạ? Thứ nhất là tỷ lệ, nó phải có to, nhỏ và vừa đúng không? Và nếu mà chúng ta đặt trơ trọi ra một cái giá trị, đây là một cái ảnh chẳng hạn, chúng ta sẽ chọn vào đây là cái A, tôi sẽ ghi là ảnh nhá. Thì sau khi mà chọn được cái ảnh như này thì các bạn sẽ chọn vào đây nhá, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi và tôi chọn vào vị trí đây, tôi đặt một cái màu trắng, tôi đặt cái này là màu cam. X này. Cái này màu trắng nhá. Đây ạ, chúng ta sẽ cho vào tỷ lệ nhá. Được chưa? Thì sau khi mà chúng ta đã có được cái tỷ lệ như này rồi thì các bạn nhìn này, khoảng cách từ đây đến đây bạn muốn tuân thủ theo tỷ lệ vàng cũng rất dễ. Bởi vì có rất nhiều người có thể lấy từ phiên bản của hình vuông của chúng ta là căn bằng bao nhiêu cho nó phù hợp. Ví dụ các bạn có nhìn thấy những cái tỷ lệ hình vuông này của tôi được không ạ? Đây, ví dụ tôi căn như này. Vậy thì cái này của tôi phải nuôi vào một tí nữa. Cái này của tôi nuôi gì? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Có nghĩa là nếu mà bạn thấy mà nó diện tích nó bé quá thì bạn lấy cấp độ nó bé hơn. Cô hiểu không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ kéo sang bên này để chúng ta có thể chọn vào vị trí này cũng được. Đây là căn đều nha, các bạn nhìn chưa? Nhưng trước khi mà căn thì chúng ta sẽ lấy những cái tỷ lệ ra thì tôi không nói rồi. Tiếp theo, cấp độ thứ hai làm thiết kế thì bao giờ nó sẽ phải có kéo hình. Tôi sẽ copy làm phiên bản tiếp theo lần nữa. Tôi sẽ chọn vào ở đây, chúng ta chọn vào Transform, chúng ta sẽ gõ vào đây chia cho chia tiếp 1.618 được không ạ? Ok, Enter. Đây là cấp độ hình số 2 thì thường thường tôi sẽ nằm ở vị trí này. Với vị trí này các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu, ví dụ chúng ta chọn một cái màu ghi và cho nó xuống dưới. Đây là cái lớp để liên kết giữa cái background của chúng ta và cái lớp hình của chúng ta. Chứ ít khi người ta thiết kế người ta hay đặt trơ trọi lắm. Các bạn có bao giờ thấy một cái hình của chúng ta đặt một cái trên mỗi một cái background không? Nó phải có một cái lớp gì đó nữa, có thể là họa tiết hoa văn, nó có thể là một cái hình tròn, nó có thể hình vuông. Bởi vì chúng ta đang dùng bố cục hình vuông, các bạn nhìn thấy bố cục hình vuông chưa? À, với cái cấp độ này thì các bạn sẽ chọn một chọn hai cho tôi và làm cho nó mất nét của nó đi nhá. Rồi tiếp theo này. Và tất nhiên gần thì bao giờ cũng phải là rõ và xa thì bao giờ cũng phải mờ vào nền. Các bạn nhớ nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ copy được cấp độ này nữa để chúng ta kéo màu. Bình thường cái này các bạn sẽ chọn vào Transform tiếp theo một lần nữa thì bạn sẽ cứ thích vào đây cho tôi chia tiếp 1.618
618, tất nhiên cũng không cần phải quá tuyệt đối thôi ạ. Về sau này đây chính là một, cũng có thể là một là hình thức kéo màu, hai cũng có thể là cái ảnh để các bạn trích đoạn từ cái phiên bản, ví dụ quảng cáo cho đồng hồ thì cái ảnh số 1 của chúng ta là một người mẫu rồi các bạn nhé, người mẫu nhá, đúng không? Thì cái này có thể là ảnh nhỏ của đồng hồ được không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì đây chính là phần. Còn nếu mà các bạn có thấy rằng là nếu cái này xuống với tỷ lệ như này nó vẫn bị to, thì bạn sẽ xuống một cấp độ nữa cho tôi lại chia tiếp. Nhìn thấy không ạ? Có thể trở thành một cái họa tiết hoa văn để trang trí. Chúng ta chọn vào chia tiếp là giữ shift chia này, chia cho 1.618 enter. Và lúc này các bạn cho nên chia tất cả cho tôi vào cái này, thì tôi sẽ để một cái màu ghi nhẹ sáng hơn. X. À, cái này chúng ta sẽ đặt ở đây. Nhìn như này chưa? Đấy thì tùy theo trường hợp nhé, ví dụ cái này nó đủ rồi các bạn có thể nhỏ lại nữa thì các bạn có thể cho nó sát lại đây được, tùy thuộc cái này xuống một độ thì có phải căn nền nó tầm nào không? Được chưa? Và trong thiết kế thì người ta sẽ có một cái cấp độ nữa là bên tay trái của chúng ta sẽ có logo, và để muốn có logo thì chúng ta sẽ copy vào cái vị trí này nhé các bạn. Nhìn này, tôi sẽ copy từ đây, tôi sẽ đánh một cái vị trí transform, chúng ta sụp xuống, chúng ta sẽ chia cho một cái cấp độ đó là 1.618 enter. Các bạn sẽ nhìn thấy cũng có thể là cái tỷ lệ logo của chúng ta nó sẽ tầm này. Bạn nhìn chưa? Và phần thứ hai là chúng ta sẽ có một cái tag. Tag thường thường là tag chúng ta sẽ là tag tiêu đề nhá, các bạn nhìn lên tag tiêu đề. Tag tiêu đề chúng ta sẽ là, ví dụ cỡ chữ của chúng ta là 26 thì cỡ chữ bé ở dưới này thì nó sẽ bằng 1/2. À, để muốn làm được cái điều đấy thì các bạn cũng có thể tuân thủ theo một cái giá trị hiển thị mà người ta được nghiên cứu trong cả cả website này, app ấy. Các bạn có thể lên trên mạng, các bạn sẽ vào đây cho tôi. Nhìn này. À, các bạn sẽ sổ xuống này. Đây, tôi sẽ đưa cho các bạn đến một cái trang mà chuyên gia về chữ chẳng hạn. Nó sẽ đưa cái font size để kích cỡ cho các bạn. Lăn chuột xuống, lăn chuột xuống. Nó rất là nhiều nhưng mà chúng ta cứ đi từng đâu rồi à, đâu nhỉ, lăn chuột xuống một tí, đây à, các bạn có nhìn thấy không ạ? Nếu kích cỡ của chúng ta là 16, 16 pt, nhìn thấy 16 pt chưa? Đây là kích cỡ trung bình này, nhìn thấy 16 pt chưa? Thì cái kích cỡ số 2 sẽ là 25, to một độ. Kích cỡ số 3 các bạn có thể lên đến 31, nhìn thấy không ạ? Từ đây này xuống đến đây này, nhìn thấy không ạ? Vậy thì chúng ta có thể chọn một phương thức là gấp đôi. Tiêu đề ở phía trên là thường thường chữ đậm, chữ dưới sẽ bằng một nửa. Cũng nghĩa là kích cỡ của phông ấy, ví dụ phông ở dưới của chúng ta là 12 thì phông trên nó sẽ là bằng 24. Có thể tiêu đề ấy, thì bao giờ nhìn nó cũng rất là dễ đẹp, các bạn hiểu không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần này nhá. Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn vào kích cỡ này là rơi tầm khoảng vậy, tôi sẽ chọn vào 24 đi cho nó dễ hơn đây ạ. Và phông chữ này thì bao giờ cũng là phông chữ gì đậm, được không ạ? Tôi sẽ chọn vào phông Roboto đây ạ. Và phông này thì tôi đã có một cái phông đó là phông đậm rồi. Và tất nhiên là khi mình làm thì mình sẽ phải căn vào giữa cái đối tượng. Nguyên tắc nhá, khi làm này, khoảng không này, nhìn này khoảng không này. Bố cục bên tay trái của các bạn đã xong rồi thì bố cục bên tay phải thì cái khoảng không này các bạn phải căn đều cho tôi. Và thường thường sau đó thì chúng ta sẽ chọn sao á? Text của chúng ta nó sẽ có một cái text dài nữa là đây ạ. Và riêng cái phần text này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái kích cỡ rơi tầm 12. Và phông chữ này thì thường thường nó sẽ làm sao á? Nó phải làm mảnh thôi. Đây là tiêu chí cho việc thiết kế sơ bộ cơ bản cho các bạn. Và nhìn này, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này rồi thì các bạn sẽ xóa này đi và bắt đầu chúng ta quét lại thì thường thường nó sẽ ra một cái khoảng cách về chữ như này, đúng không ạ? Các bạn có nhìn thấy không ạ? Và nếu mà các bạn muốn tuân thủ theo cái giá trị, ví dụ logo này chúng ta hơi bị to thì chúng ta lại xuống là một độ này, nếu to quá các bạn được quyền lại chọn vào transform, chúng ta sẽ đánh vào kích thước này cho tôi chia 1.618 enter. Đây logo tôi sẽ đặt đây, chữ tôi sẽ đặt đây và text của tôi sẽ đặt đây, các bạn nhìn thấy text tôi chưa?
Và trong trường hợp này thì đúng có căn trái, bởi vì làm sao? Mọi thứ chúng ta sẽ phải căn giữ hết cái khoảng không này. Thì chúng ta chọn vào căn trôn shift gì? Căn trôn shift L là căn trái, căn trôn shift R là căn phải, căn trôn shift C là căn vào vào giữa. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Và để muốn chính trường hợp này chúng ta sẽ chọn một, chọn hai và chọn vào căn vào giữa luôn. Rồi. Tiếp theo chọn là một, chọn hai, chúng ta lại chọn vào căn vào giữa luôn. Tiếp theo là thứ hai, các bạn được cái này. Các bạn nhìn lên chưa? Và khoảng không thì các bạn nhìn này, khoảng không từ đây cho đến đây, tôi sẽ quét qua, tôi quét qua từ đây đến đây cho các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đẩy sang bên tay trái như này. Để làm sao? Để cái khoảng cách này cho đặt vào đây. Tiếp theo cần chôn R, cần chôn D để nhắc lại cái lệnh mình vừa làm thôi. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ xóa cái này đi. Nếu mà cần thiết nữa thì các bạn sẽ nhìn này, cái khoảng cách từ chữ 1 đến chữ 2 đây là một cụm chữ, là một cụm riêng. Cái này logo là một cụm riêng thì các bạn sẽ đo cho tôi cái vị trí thứ hai là logo đây. Các bạn có nhìn thấy cái chữ này của tôi chưa? Xuống đến tầm này. Vậy thì cái chữ này tôi sẽ lên một tí này. Tách chữ tôi sẽ nằm trong đúng cái khung vị trí này đúng không ạ? Ok, tôi sẽ bỏ cái này đi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ok, thì đây là một trong những cái bố cục của chúng ta khi làm về thiết kế theo tỷ lệ, thì các bạn có thể làm theo cách như thế này. Các bạn nhìn nhá. Và chúng ta sẽ tuân thủ theo cái tỷ lệ vàng của chúng ta thiết kế. Tiếp theo, ngoài cái giá trị thiết kế đấy thì chúng ta còn có tuân thủ theo một cái giá trị nữa là các bạn quét qua đây và chúng ta sẽ kéo sang phiên bản số 2. Và chắc chắn là các bạn sẽ phải tuân thủ theo hệ lưới và cột. Ví dụ trong bố cục thiết kế của chúng ta tỷ lệ, chúng ta sẽ nhân bản là can chôn C và can chôn F. Các bạn nhìn này, tôi sẽ đẩy luôn vào vị trí từ trái qua phải vào đây, từ trái qua phải vào đây. Hai cái này nó rất là bằng nhau nên là thường thường sau khi làm xong chúng ta sẽ chọn một cái màu. Và tôi sẽ đẩy cái này nuôi lên phía trên cho các bạn. Các nhìn thấy cái này chưa? Sau khi chọn xong cái này xong thì tôi sẽ chọn vào phần Object. Các bạn nhìn này, tôi chọn vào Object, tôi chọn vào phần Path. Và tiếp theo thì tôi sẽ chọn vào chia đổi. À, khi mà chia cái này ra thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi tích vào đây. Nhìn không ạ? Tôi chia nhá. Nhìn này, chia này. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Các bạn nhìn 12 chưa? Còn nếu mà các bạn xuống dưới này, sau đó bạn chia khe cho tôi là khe đây là khe 1, 1, 2, 3. Nhìn chưa? Đấy nhá. Ví dụ sau khi mà đã chia nhảy xong rồi bạn ấn ok cho tôi thì có phải là hệ này là hệ lưới của chúng ta, hệ cột chúng ta kéo xuống đây cho tôi. Cái này hoàn toàn các bạn sẽ vẫn chọn mất mất viền cho tôi và kéo xuống thêm một lần nữa. Ctrl G và chọn vào giá trị rơi tầm khoảng 20%. Toàn bộ thiết kế này các bạn sẽ chọn xuống dưới cho tôi nhá. Nhìn này chưa? Thì cái tách của chúng ta đấy, ví dụ cái tách này này không bao giờ được quyền nằm ở vị trí màu trắng này đâu nhá, nhìn thấy chưa? Không nằm vị trí màu trắng này, có nghĩa là không được, nó phải nằm trong cái cột này thì nó sẽ đẹp hơn cho các bạn nhìn chưa? Vậy lúc này tôi sẽ chọn một, chọn hai, tích vào đây một điểm nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ căn vào giữa. Tiếp theo chọn một, chọn hai, tiếp theo một lần nữa thì tôi sẽ căn vào giữa, thì các bạn có thấy không ạ? Có nghĩa là khi thiết kế với dạng cột như thế này, các bạn yên tâm một điều rằng là luôn luôn là rất là chính xác và gọn gàng. Làm cái gì cũng gọn gàng luôn. Và cái này luôn luôn nên tuân thủ theo tỷ lệ của các bạn được. Ví dụ, cái chiều là một là chúng ta sẽ chia đôi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái còn 6 cái còn lại là còn cái thuộc vào này. Các bạn hiểu cái này chưa? Còn nếu không thì bạn phải chia với tỷ lệ 2 phần 3 thì có phải là 1, 2, 3, 4, 4 cái là một cột. Là một loại ảnh. Sau đó còn cái phần còn lại có phải 8, 8 cái ô cột còn lại thì có phải là nội dung của chúng ta không ạ? Và ngược lại, chúng ta có thể làm như vậy. Thì có nghĩa là nếu mà chúng ta chia theo tỉ tỉ lệ lưới và cột thì thường thường chúng ta thiết kế những cái tách của chúng ta luôn luôn là cực kỳ chính xác. Và khách hàng cực kỳ dễ nhìn, đặc biệt các bạn thiết kế menu. Các bạn có thể thiết kế menu ạ? Menu đừng phá cách quá, bởi vì phá cách quá thì đầu tiên trông đẹp nhưng về sau nhìn cực kỳ khó. Menu là khó nhá. Rồi, tiếp theo này. Sau khi mà chúng ta đã bố cục nằm ngang rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có bố cục nằm dọc thì chúng ta sẽ cần copy này. Các bạn hay thiết kế poster và standee là chắc chắn phải dính cái này rồi. Nhìn thấy chưa? Sau khi làm xong cái này thì các bạn chỉ việc làm mỗi thao tác này. Nhìn này, ảnh này. Nhìn này, kéo sang. Có phải kéo sang như này không? Chọn một, chọn hai và căn vào giữa. Tiếp theo, logo của chúng ta sẽ đặt vào đây. Chúng ta đặt vào đây cho nên trên tất cả. Có thể logo và căn vào giữa được không như này không ạ? Tiếp theo, cái hệ kéo màu của các bạn có thể chọn vào vị trí
căn trên, căn dưới, căn trái, căn phải tùy theo đúng không? Ví dụ như là đây ạ, chúng ta có thể kéo màu lên như thế này. Và cái này tôi sẽ giảm độ đi khoảng 20%. Cái này tôi sẽ copy xuống đây, tôi sẽ có 20% tiếp theo. Và cuối cùng thì các bạn sẽ nhìn thấy cái text của chúng ta sẽ đặt vào vị trí giữa và nội dung của chúng ta cũng giữa luôn. Đấy, các bạn có nhìn này chưa? Chúng ta sẽ tuân thủ theo giá trị thiết kế của chúng ta như thế này nha. Thì đây là cái bố cục mà của chúng ta liên quan đến phần ngang và dọc của chúng ta nhá. Tiếp theo này, còn lại bố cục nữa là bố cục chúng ta sẽ đi theo hình vuông. Chúng ta sẽ copy từ tỉ lệ của hình vuông nào, phóng to. Tiếp theo, với cái này thì các bạn sẽ thay đổi cái kích thước tỉ lệ cho tôi rơi tầm 10, thì cái này cũng là 10 luôn. Tôi sẽ bỏ qua cái này, tôi gõ là 10, enter này. Với một cái kích thước tỉ lệ như này để chạy quảng cáo Facebook thì thường thường là người ta thiết kế là khổ vuông. Thì các bạn cũng có thể được quyền chọn là logo của chúng ta làm sao. Ảnh đầu tiên chúng ta copy ra đã. Tôi sẽ đặt như này. Logo tôi có thể đặt như thế này. Kéo màu tôi có thể đặt như này. Nhìn chưa? Và chữ thì chúng ta có thể đặt ở phạm vi bên tay trái. Các bạn biết tại sao đặt ở phạm vi bên tay trái được không ạ? Bởi vì lúc này chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau, là chúng ta sẽ làm khuyết cái ảnh ra một góc. Và cái khuyết ảnh này tôi sẽ đặt là màu trắng nhé, các bạn nhớ nhá, tôi sẽ đặt màu trắng luôn. Và cái này thì các bạn sẽ quét qua tổng quan và cho xuống dưới, thì có phải text của chúng ta sẽ là nhẹ không ạ? Nào, chúng ta sẽ chọn vào đây, cho xuống dưới tất cả này. Các bạn có nhìn thấy góc độ này chưa? Và với cái text này thì tôi sẽ làm sao, chọn vào đây và tôi sẽ chọn vào phương thức là căn sang trái. Các bạn sẽ chọn vào căn sang trái thôi. Và cái text này thì chúng ta thường thường khi làm trên những cái quảng cáo trên Facebook thì text của chúng ta không nhiều, nên là thường chúng ta không thể nhiều như này được nhá. Đây tôi chỉ ví dụ cho các bạn xem về cái cách thiết kế của chúng ta làm thôi. Ok, chúng ta sẽ có căn trái, căn phải và logo, chúng ta sẽ dịch ra một tí nữa. Được chưa? Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong nguyên tắc về thiết kế của chúng ta nó sẽ là sao? Đầu tiên về tỉ lệ của ảnh, rồi chúng ta luôn luôn phải giữ được một cái gì? Tỉ lệ theo hình của chiều cao, chiều dài, chiều rộng của chúng ta là một này. Phần thứ hai chúng ta phải thiết kế theo hệ lưới này. Những cái vấn đề về kéo màu của các bạn mà các bạn vẫn tính được tỉ lệ cái miếng đấy tuân thể thủ theo tỉ lệ vàng thì nó rất là dễ đẹp. Nó rất dễ đẹp thôi nhá, chứ không phải nào vẽ như này không bảo là có nhiều người bảo là vẽ phát là xong phải để chốt được khách nhà, không có chuyện đấy đâu. Còn phải vấn đề về trang trí nữa, đúng không ạ? Ok. Sau khi mà đã hiểu được bản chất của cái tỉ lệ vàng của chúng ta rồi thì chúng ta mới đi đến một cái phiên bản là thiết kế bình thường, thì thường thường chúng ta sẽ đi theo bố cục hình vuông, hình tròn, hình tam giác, đúng không? Đây ạ. Giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là tôi sẽ chọn vào đây là một hình chữ nhật. Có đúng hình chữ nhật chưa? Chúng ta tuân thủ theo tỉ lệ vàng bằng cách là tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C và Ctrl F thì chúng ta copy lên và chúng ta chọn vào transform. Đây là hình chữ nhật đây. Chúng ta gõ vào đây một chiều và chúng ta sẽ chia cho nó theo tỉ lệ như sau. Mở khóa này, đóng khóa lại này. Chia này, giữ shift chia 1.618 enter. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái hình số 2 của tôi. Và cái hình này tôi sẽ xoay dọc lên. Và xoay dọc thì tôi sẽ để sang bên tay trái cho các bạn. Các bạn nhìn này, cái hình này tôi sẽ để bên trái này. Và với cái hình này chắc chắn là tôi sẽ vẽ một cái miếng cắt đi qua đây. Ví dụ nó là bố cục hình tròn nhá. Các bạn nhìn này. Nếu là bố cục hình tròn tôi sẽ đổ một cái màu. Cấp độ thứ hai là tôi sẽ dùng cái hình tròn tôi vẽ qua đây. Dùng hình tròn vẽ qua. Ăn theo đúng tỉ lệ vàng cho chúng ta. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Đấy nhá, các bạn nhìn này, cái hình này tôi sẽ kéo xuống một tí nữa. Có thể nuôi ra một tí như này và tôi sẽ đẩy nuôi vào đây. Đây ạ, tôi sẽ làm cho nó mất màu đi cho các bạn nhìn. Các bạn có nhìn thấy hình này thì cắt được tỉ lệ 1 phần 3 chưa? Nhá, tiếp theo các bạn này vẽ thêm một lần nữa cho tôi. Chúng ta đặt vào đây bởi vì là khi mà thiết kế những cái khung hình nó phải có sự trang trí nên các bạn có thể vẽ như này, tôi đã từng làm cho các bạn xem này rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào thêm một cấp độ nữa. Giữ shift khi vẽ chúng ta sẽ chọn vào đây.
Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng lượt một cái một. Ví dụ chúng ta bỏ qua cái này. Chúng ta quét qua tỉ lệ của cái hình này. Nhìn thấy chưa? Sau khi quét xong thì chúng ta dùng công cụ Shift M và chúng ta sẽ loại trừ cái hình này đi là xong. Lúc này hình số 1 của chúng ta sẽ có một cái màu đó là màu vàng. Tiếp theo những cái hình này chúng ta sẽ có những cái màu xanh đậm hơn cho xuống dưới một nấc. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái nấc số 2, chúng ta sẽ chọn vào đây. Cho xuống dưới nấc thứ hai. Rồi và lúc này chúng ta sẽ quét qua tổng quan để làm cho nó mất nét của viền của chúng ta. Các bạn nhìn này chưa? Với cái kích thước tỷ lệ như này thì chúng ta đã tạo ra một cái khung hình thiết kế của chúng ta rồi. Nhưng cái hình tròn của chúng ta nó sẽ nằm ở đâu? Ví dụ chúng ta là chữ nhật. Nhưng cái tỷ lệ vuông của chúng ta đầu tiên số 1 chúng ta có thể lấy đây. Tôi đang lấy từ khung này. Tôi sẽ chọn ra một cái tỷ lệ thứ hai là khung này. Các bạn có nhìn thấy cái hình tròn tôi hay có này chưa? Chúng ta có thể đặt vào đây. Cái này hơi bị to này, các bạn nhìn thấy chưa? To này thì chúng ta sẽ chọn cái thứ hai là cái này này. Đấy, cái khung tròn ở phía trên theo tỷ lệ vàng của hình tròn. Theo chiều cao có đúng bằng cái hình này, tôi sẽ bỏ cái hình này đi và thường thường chúng ta hay đặt vào đây. Có phải là đây là cái giá trị để chúng ta làm thiết kế là chúng ta hay làm như này không ạ? Đó, và sau khi làm xong thì chúng ta chọn vào y ngắn, chúng ta chỉ vào đây, tôi đã lấy được một cái hình. Tiếp theo, cái này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F, tôi sẽ thu nhỏ xuống một độ nữa. Tôi sẽ chọn một cái hình thứ hai, lúc này tôi có hình số 2 cho các bạn. Và để muốn tuân thủ theo những cái tỷ lệ vàng trong thiết kế của các bạn thì các bạn có thể chọn những cái điểm chấm nhỏ nhỏ nhất ở trong đây để tạo ra hình thức trang trí. Nhìn này, đây là trang trí này. Có to vừa nhỏ của các bạn. Các bạn sẽ chọn vào đây, đây là những cái điểm để chúng ta có thể làm cho nó vui lên. Nhìn chưa? Còn bên này của các bạn thì thường thường logo này chúng ta sẽ làm sao? Hình này chúng ta sẽ thu nhỏ vào, chọn vào Transform và ấn chia. Chia nhá. 1.618 Enter. Đây chính là logo. Các bạn nhìn thấy chưa? Kéo màu này, 1 2 3 tỷ lệ chiều ngang là mình sẽ đoán được. Tiếp theo cái text của chúng ta này, chúng ta sẽ chọn vào text đây. Cái text này thì chúng ta chọn vào có thể chọn vào biểu tượng là một cái màu vàng. Chúng ta sẽ chọn một cái màu vàng. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn một cái màu vàng như này. Và cái text này chúng ta sẽ cho nó đậm lên. Và cái text này chúng ta sẽ cho nó to ra. Ví dụ muốn tuân thủ theo cái này này, các bạn nhìn nha, thì tôi sẽ chọn này. Cái này to tầm này được chưa? Hay là phải to hơn? Vậy tôi sẽ cho này, các bạn nhìn này. Cái này tôi sẽ copy lại cho các bạn. Đầu tiên nhá. Nhìn này, cái này có quen không? Các bạn có thấy cái này quen không? Các bạn có thấy logo hay có chữ dưới không? Đầu tiên đặt bằng cho thầy nhá. Được chưa? Sau đó các bạn chỉ cần chọn là transform, bạn gõ vào đây cho tôi nhân giữ shift này, nhân này 1 chấm đúng không? 618 enter này. Các bạn có nhìn thấy không? Em thấy chưa? 1 nhân với 1.618 thì có phải là cái hình chữ dưới của các bạn có nhìn thấy không? Nó rất là dễ ra là khi chúng ta thiết kế logo đặt chữ dưới đấy. Nha. Thì cái tỷ lệ này nó luôn đẹp cho các bạn, sau đó bạn sẽ nhân thêm một cấp độ nữa bởi vì đây mới chỉ là bằng bằng thêm 2 phần 3 thôi, còn thêm một cái nữa thì cái này nó bằng 1 phần 3 của chữ rồi thì nó mới đẹp được. Lúc này tôi sẽ chọn vào transform tiếp theo lần thứ hai, bạn lại nhân tiếp cho tôi một cái nữa là nhân 1.618 enter như này. Các bạn sẽ thấy là tôi đã có một cái text mới và cái text này chính là text riêng. Nhìn nào, text này gọi là text nội dung. Phần thứ hai, cái nội dung thứ hai của chúng ta là đang là kích cỡ bao nhiêu ạ? Chúng ta đang là 26, nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy kích thước này chưa? Chúng ta có thể chọn một cái xuống dưới text của chúng ta. Đầu tiên text của chúng ta là như thế này. Chúng ta sẽ chọn vào 26 thì chúng ta sẽ chọn vào 12. Chúng ta sẽ chọn vào 12. Chúng ta sẽ chọn vào 12 nhỏ như thế này. Và phông chữ của chúng ta là nét thường. Chúng ta sẽ chọn vào nét thường. Và tiếp theo sau khi này chọn nét thường xong thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Và chúng ta sẽ quét vào một cái vùng như này. Các bạn nhìn thấy chưa? Và với text này thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu nó có thể sáng hơn so với cái biểu tượng text của chữ cho. Chọn 1, chọn 2 và căn vào giữa cho tôi. Chọn 1, chọn 2, tích vào đối tượng nằm gốc và chọn vào online và chọn vào center thì chúng ta sẽ có bộ đối tượng nằm gốc. Nhìn thấy như này chưa? Và lúc này các bạn muốn kỹ nữa này. Có nhiều người nha, tính này. Khoảng cách từ đây đến đây. Nhìn thấy chưa? Đây, có nhiều người tính như này, khoảng cách như này. Chúng ta khoảng cách từ logo đến hình, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chia. Nhìn này, chúng ta sẽ chia 1.618 enter như này. Thì cái khoảng cách này chúng ta sẽ đặt như thế này.
Mọi người nhìn thế này chưa? Chúng ta sẽ cầm lại điểm này kéo xuống một tí cho thầy. Ok. Tiếp theo, chúng ta từ đây cho đến đây xuống thêm một độ nữa cho tôi. Transform. Chia tiếp. 1.618 Enter. Và lúc này các bạn, đây là khoảng cách giữa vị trí 1, vị trí 2. Nếu cái này nó quá thưa, ví dụ như này này, như bị xa quá này, thì bạn phải giảm một độ nữa cho tôi này. Nhìn này, ở đây là 1 phần 3 này. Transform, chúng ta sẽ chọn và chia tiếp cho tôi. Chia 1.618 Enter như này. Thì đây chính là khoảng cách giữa vị trí 1 và vị trí 2 của chúng ta. Nó sẽ có được như này. Ok, lúc này chúng ta sẽ bỏ cái này đi, bỏ qua cái này đi. Và chúng ta chọn 1, chọn 2 và căn vào giữa cho tôi. Được không ạ? Align, chọn vào đây. Còn bạn muốn rằng cái tỷ lệ này mà so với cái tỷ lệ này này, nhìn đi nhá. Thì đầu tiên này, bạn nhìn này, tôi sẽ tích vào đây. Tôi tích vào đây. Nhìn này. Tích nha. Chúng ta có thể vẽ một cái ô vuông này. Vẽ chiều ngang của cái chữ. Nhìn chiều ngang của cái chữ chưa? Sau khi đã có chiều ngang của cái chữ xong thì gõ vào đây cho tôi transform và nhân. Cái này chúng ta sẽ ấn vào nhân này, shift này nhân này, 1.618 enter. Các bạn thấy to không ạ? Nó sẽ to như này. Đấy. Trong trường hợp này text thì tôi sẽ để tầm này thôi. Ok, tôi sẽ để nuôi xuống đây như này. Thì đây là một trong những cái phiên bản mà các bạn sẽ làm với cái hình tròn của chúng ta đã được như thế này rồi. Với cái cách thức như này thì chúng ta nên tuân thủ theo giá trị là từ phông chữ xuống 1 đến 2 chúng ta sẽ gấp đôi. 24, 26 chúng ta có thể chọn cái này là phông 13 nhé, các bạn nhìn thấy nhau. Đó, thì đây là cách cấp độ 1 với cái hình chữ nhật này của chúng ta. Chúng ta có thể chọn sang những cái cấp độ hình khác như hình vo góc, hình vuông, hình tròn. Thì chúng ta đều tính toán những cái giá trị đấy. Và với cái cách như này này. Đó. Ok, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là với cái tỷ lệ đầu tiên thầy đã chia sẻ cho các bạn biết là thiết kế theo tỷ lệ vàng. Chúng ta sẽ liên quan đến cái kích thước của là 1.618. Với 618 chúng ta sẽ quy định theo hình tròn, chúng ta sẽ quy định theo hình vuông, chúng ta sẽ quy định theo hình chữ nhật. Lúc này chúng ta tính theo hình chữ nhật, sau đó thì chúng ta sẽ đi theo những cái bố cục. Ví dụ thường thường thiết kế banner thì chúng ta sẽ thiết kế như này, theo chiều chữ nhật nằm ngang. Và trong thiết kế về chữ nhật nằm ngang thì các bạn lưu ý cho tôi là ảnh là chính. Sau đó chúng ta sẽ có những cái đối tượng phụ là những cái background để kéo màu từ nền xuống đến background, sau đó lên đến ảnh, sau đó chi tiết phụ của chúng ta là những cái hình cùng loại. Sau đó để kích thước tỷ lệ thì chúng ta sẽ đi theo tỷ lệ của cái gì? Tỷ lệ vàng. Chữ của chúng ta có một cái nguyên tắc là chữ tiêu đề thì thường thường là một cấp độ, nhưng cấp độ thứ hai là mô tả cho cái tiêu đề đó thì chúng ta sẽ bằng giảm lên 1/2. Các bạn nhìn thấy chưa? Tiếp theo, thiết kế chúng ta sẽ chia theo hệ lưới của chúng ta, nó có thể chia theo dạng đó là 12 cột. Và khi 12 cột thì nó sẽ có những cái cách chia rất là đơn giản mà các bạn làm quen đầu tiên. Đó là các bạn sẽ chia đôi. Ví dụ như là 6 cột là một bên và 6 cột là một bên. Có nghĩa là sau này bạn làm tin cũng thế. Em có thấy là tờ rơi tờ gấp hoặc là catalog hay có kiểu đấy không ạ? Catalog thường xuyên hay dùng cột luôn. Và vậy thì một nửa bên này của chúng ta nhá. Nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ trình bày text và một nửa bên này chúng ta sẽ trình bày ảnh. Tất nhiên nó vẫn phải có tuân thủ theo tỷ lệ to, vừa và bé. Ý to, to vừa bé chưa? Tỷ lệ nhá, quan trọng đấy, cái này nó liên quan kể cả về thiết kế nội thất của các bạn thôi. Các bạn thiết kế một cái tủ mà tỷ lệ làm sao cho nó đẹp, cái trách làm sao cho nó đẹp, đúng không? Thì mình cứ tán theo tỷ lệ vàng vào là được rồi. Chiều kia là bằng bao nhiêu? A thì chiều chiều mà nhỏ hơn thì chắc chắn là chúng ta phải chia cho 1.618, còn nếu muốn to hơn thì bạn nhân với 1.618 nhá. Xuống dưới nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái cách ứng dụng của thầy là thầy đã chọn ứng dụng theo banner. Sau đó thì chúng ta sẽ thiết kế standee. Thường thường thiết kế standee thì các bạn có thấy là chiều ngang bị hẹp không ạ? Và thường thường chúng ta phải có một cái đoạn nữa là chúng ta sẽ học đến text sau. Bởi vì text của chúng ta nếu mà dài quá thì bắt buộc chúng ta phải ngắt dòng xuống. Và nhấn nhá vào cái chữ nào là chính và phụ. Chứ bây giờ text mà chúng ta cứ dài mà chúng ta cứ co nhỏ lại để nhìn được thì trông nó sẽ không tính đồ họa nào cả. Thì thường standee thì thường thường bây giờ người ta sẽ không để địa chỉ điện thoại email ở quá dưới, bởi vì làm sao người ta không ngồi xuống, người ta không cúi xuống để mà chúng ta làm được đó. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên thường thường chúng ta sẽ chọn bố cục center là dễ đẹp hơn bởi vì nó an toàn. Logo đặt giữa, phần thứ hai ảnh đặt giữa và text đặt theo giữa hết. Tiếp theo đến hình chữ nhật của chúng ta thì chúng ta sẽ phải có sự biến đổi như sau. Đó là gì? Con logo đặt trái, ảnh chúng ta đặt phải và đây là lớp gì? Trang trí. Nó là một miếng màu nhưng nó là sự kết nối giữa nền và hình của chúng ta.
Và tất nhiên những cái khoảng không mà để chúng ta đặt về chữ được thì chúng ta sẽ có thể dùng cái miếng đè lên, nhưng cái cơ bản của cái hình này nó vẫn chỉ là hình vuông thôi. Các bạn nhìn chưa? Và sau đó thì sau khi mà đã hiểu được tỷ lệ rồi thì chúng ta mới ứng dụng sang cái phần thiết kế về bố cục hình tròn. Đây là một trong những cái bố cục rất là cơ bản cho các bạn. Có nghĩa là một bên của chúng ta là 1/3, chính là cái ảnh chúng ta cho vào chỗ này. Thì cái 1/3 của chúng ta nhỏ hơn cái hình tròn này, nhỏ hơn bằng bao nhiêu, thì chúng ta là phải lấy tỷ lệ vàng của cái chiều cao của đối tượng này ra và chia với 1.618 hai lần thì chúng ta sẽ ra được thể loại này. Và chia tiếp một lần nữa thì chúng ta sẽ ra được tỷ lệ của loại logo. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái chữ khoảng không còn lại. Các bạn nhìn chữ này chưa? Và tất nhiên người ta vẫn phải có chính phụ. Chính là gì? Tiêu đề là chính. Phụ là gì? Là những chữ bé hơn. Chính là bao giờ cũng là chữ đậm hơn. Và mô tả cho cái chữ đấy thì là chữ thường. Không bao giờ có chuyện mô tả mà lại là chính là phần chữ chữ đậm đúng nhá. Các bạn nhớ nhá. Ở nước ngoài người ta thường thường phải làm được như vậy. Và sau này thì tôi sẽ có một cái bài chữ liên quan đến bạn là trong một thiết kế của chúng ta là phải tồn tại bao nhiêu chữ trên một cái cụm đấy. Nếu dài quá đọc khó. Bao nhiêu từ phải ngắt dòng, xuống dòng. Đấy thì cái đấy sau. Nhưng hôm nay chúng ta học về tỷ lệ. Tỷ lệ nhá. Các bạn nhìn thấy tỷ lệ chưa? Và chúng ta đi theo tỷ lệ, đó là tỷ lệ vàng. Các bạn nhớ nhá, đi theo tỷ lệ vàng. Trong cái tỷ lệ vàng ở đấy của chúng ta cũng có một cái cách nữa là chúng ta có thể chia theo hệ lưới. Bởi vì lưới chúng ta chia ra 12 cột. 12 cột tương ứng với giá trị là gì nhá? 4 cột là gì? 1/3. 8 cột là 2/3. Và 12 cột là cả nó rồi. Nên thường thường khi mà chúng ta đặt ảnh 4 cột ấy, chúng ta có thấy là nó là 1/3 bao giờ nó cũng đẹp hơn không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Nên chính như vậy mà khi thiết kế trong cả nội thất hoặc là thiết kế bất cứ một cái thứ gì về đồ họa, các bạn chia theo cột cho tôi. Chia theo cột cho tôi và chia theo 12 cột, 16 cột và 24 cột thì đều được. 9 cột, 6 cột đều được hết. 3 cột đều được hết. Nhưng các cột đấy nó phải có khoảng cách. Các bạn hiểu cái này chưa? Và chính như vậy mà chúng ta thiết kế thì chúng ta sẽ áp dụng. Nhưng sau này các bạn nhìn quen, chúng ta nhìn bằng mắt. Có nghe làm nhiều quá tỷ lệ rồi thì chúng ta áng một phát là chắc chắn bằng 1/3. Nhá, các bạn hiểu cái này chưa? Đừng, có nghĩa là giai đoạn 1 thì chúng ta phải tập luyện với cái giá trị này để đặt ảnh vào xem mắt độ ổn hơn không. Đấy là cái giá trị chúng ta tập luyện để là người luyện cữ của mắt. Luyện cữ của mắt tốt rồi thì sau này thì chúng ta vẽ phát ra nó đã tương đối rồi. Sau này thầy không quá là, trừ trường hợp là các bạn làm logo nhá. Logo đến lúc đấy thì chúng ta sẽ uốn nắn theo tỷ lệ hình tròn, hình vuông, hình tam giác sau. Nhưng với tỷ lệ về bố cục, về đồ họa của chúng ta là thương mại thì chúng ta vẽ trước, sau đó để chúng ta sẽ luyện tỷ lệ sau. Được không ạ? Ok, thì cái bài hôm nay thầy vừa hướng dẫn cho các bạn về cái cách tỷ lệ về bố cục, về tỷ lệ vàng trong thiết kế của các bạn. Và cái này liên quan đến vấn đề về tư duy, đó là tỷ lệ và các cách sắp đặt từ hình chữ nhật đến gì? Chữ nhật tập dọc và đến hình vuông của chúng ta. Đây là ba thể loại mà được áp dụng khá là nhiều. Ví dụ trong những trường hợp này sau này các bạn chỉ cần biến đổi là đã xong rồi. Các bạn nhìn này, lúc này các bạn có đồng ý với tôi cầm cái này kéo vào đây có phải trở thành bố cục hình tròn không ạ? Cái này có phải chọn là bố cục hình tròn thì có phải là như này không ạ? Nhưng cái với cái bố cục này thì người ta lại phải phóng to như này này các bạn. Nhìn phóng to như này chưa? Sau đó người ta cắt dao này, người ta cắt dao phần này phần thừa đi. Nhìn thấy phần này chưa? Và tôi cuối cùng là chúng ta chọn vào cái này, chúng ta kéo phát vào đi, có phải nó sẽ được như này không ạ? Các bạn hiểu cái liên quan đến hình chưa? Bởi vì cách logo thương hiệu của các bạn là hình tròn mà, thì bạn phải thiết kế theo hình tròn. Đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ tích vào đây, có phải chọn vào cái này không ạ? Còn sau này nếu mà cái này nó liên quan không phải là hình tròn nữa mà nó là hình lượn sóng, đúng không ạ? Thì đầu tiên hình tròn đã tính sau. Nhưng phần thứ hai biến hình lượn sóng thì tất nhiên chúng ta phải dựa qua cái giá trị này. Đây thầy ví dụ trước cho các bạn xem này. Chúng ta sẽ chọn để biến đổi về hình trong thiết kế. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào đây. Trong cái này thì các bạn có nhìn thấy ngay không ạ? Chúng ta cho với tỷ lệ cái cạnh của chúng ta bớt đi. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào smooth thì có phải là mềm không ạ? Đây là độ nông sâu của chuyển động. Đây chúng ta sẽ kéo xuống này. Smooth này. Nhìn này chưa? Nhưng các bạn có thấy rằng là nếu mà chúng ta làm từ một cái hình vuông mà biến hình tròn đấy nó không còn đẹp đúng không? Chúng ta vẽ thử từ hình tròn ra xem nhá. Nhìn này. Đấy tôi sẽ cho các bạn xem, tôi vẽ từ hình tròn cho các bạn này. Vẽ từ hình tròn này lại khác nhá. Vẽ này. Và để làm sao mà nó đúng bằng chiều của cái này được thì rất là dễ. Các bạn chỉ cần chọn ở đây và kiểm tra được cái kích thước này cho tôi thôi. Nhìn thấy chưa? Copy này. Sau đó thì sang bên này thì chúng ta tích vào đây và chúng ta đánh lại kích thước thôi. Chúng ta chọn là transform và gõ vào đây là Ctrl V. Enter. Hiểu cái này chưa? Và từ hình vuông chuyển thành hình tròn thì nó lại bị
nhiều điểm nên vừa rồi em có thể là biến thành hình chuyển động không? Nó bị gấp đúng không? Nhưng cái này thì lại khác nhá. Các bạn sẽ chọn vào phần Earthquake, bạn sẽ chọn vào Desktop Transform và bạn chọn vào biểu tượng này. Các bạn nhìn này, chọn vào đây Smooth này, năm chuột này. Các bạn có thấy nó bị gấp khúc nó không ạ? Nhìn chưa? Nó mềm hơn rất là nhiều. Đấy, và đây là độ nông sâu của cái zig zag và đây là đường chuyển động của các bạn. Ấn OK. Lúc này tôi sẽ thay thế toàn bộ cái hình này chính bằng hình này. Bởi vì logo này cũng có thể là hình hình tròn nhé, các bạn nhớ nhé. Logo này có thể là hình tròn được không ạ? Cái này có thể là chuyển động được không ạ? Đấy, cũng nghĩa là cùng là một vị trí nhưng người ta có thể trở thành hình tam giác, trở thành hình gì không ạ? Có nghĩa là đây là một trong những cái cách tư duy hồi xưa học mỹ thuật công nghiệp mà ôn vào trường ấy, người ta chỉ ôn một loại thôi là hình vuông thôi, nhưng mà sau khi thi thì vào đúng hình tròn không phải hình vuông thì phải biết biến đổi từ hình vuông thành hình tròn mà, đúng không ạ? Và với số mảng màu như vậy thì các bạn mới làm được. OK, thì bài hôm nay thì thầy đã giới thiệu về cho các bạn về cái cách thiết kế về theo tỷ lệ. Các bạn sẽ dựa vào đây và bắt đầu dựa vào cái số ảnh của thầy ấy. Các bạn nhìn lên chưa? Thì gửi cho các bạn có thể cắt ra cho tỷ lệ như nào đó. Và thiết kế chỉ có ảnh nhá. Và text và nền thôi. Ảnh, text và nền. Gửi trên đấy rồi. OK, bây giờ chúng ta thiết kế. Và nhớ một điều rằng cái tỷ lệ vàng này các bạn áp dụng cho cái phần thiết kế nội thất cũng được luôn. Em có thể nhìn thấy cái trần của mình, nhìn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy à? Em cứ nhìn thấy cái ví dụ như là nếu mà chúng ta làm cái đèn. Nếu chúng ta làm cái đèn mà theo hình chữ nhật, tôi sẽ áp dụng tỷ lệ vàng. Kích thước chiều ngang của cái đèn bao nhiêu và chiều cao của cái đèn bao nhiêu? Nếu cái tủ của các bạn có nhìn thấy hình chữ nhật không ạ? Cái miếng dưới và miếng trên tỷ lệ bao nhiêu cho nó đẹp? Đúng chưa? Sau này thực ra là học về nội thất hay là học về đồ họa nó chỉ là tư duy về hình thôi. Các bạn có thấy là cái mặt bàn của chúng ta là hình chữ nhật nhưng ghép tất cả các loại hình chữ nhật lại thì có phải ra cái bàn không ạ? Các bạn có thấy chân bàn có phải hình chữ nhật không ạ? Mặt bàn hình chữ nhật không ạ? Và có nhiều người bảo là thế, tại sao thì em thấy có nhiều cái mặt bàn nó vo góc mà rồi có nhiều bàn lượn sóng. Đúng rồi, nhưng nó vẫn phải tuân thủ theo giá trị đầu tiên là phải là hình cơ bản đã, đúng không? Nhưng em có thấy là nếu mà mình lượn sóng như thế thì thi công có dễ không ạ? Có dễ không ạ? Khó hơn đúng không các bạn? Bởi vì nó người ta phải thuê một người thợ nữa là lại phải cắt thêm cái độ chuyển động đúng không? Và cắt thêm chuyển động đấy nó chính là tiền đấy ạ. Bởi vì nội thất khác với đồ họa nhá, là nội thất nếu bạn làm thêm một cái giá trị vo góc hay là cong vào thì đấy là tiền. Và giá thành của một sản phẩm bắt đầu nó tăng lên. Vấn đề là em đến phong cách của nhà nào, phong cách style của cái phong cách của nội thất như nào thì mình sẽ tư vấn cho theo cách đấy nhá. Nhưng đừng bao giờ làm quá phức tạp, bởi vì quá phức tạp ấy liên quan đến vấn đề là sau khi mà các bạn sử dụng sản phẩm các bạn sẽ thấy lau chùi rất vất vả không ạ? Hồi xưa nha, chúng ta làm nội thất nha, chúng ta thấy là dập ra dập vào không ạ? Đó, tại vì trong lớp mình thầy nói cho các bạn biết rằng là có cả bạn làm nội thất nhưng cũng có những bạn học về đồ họa, nhưng có những bạn cũng làm về quay phim. Vậy tôi hỏi bạn, khi quay phim thì có phải nhân vật của chúng ta nằm trên khung hình chụp hình chính nhật không ạ? Vậy thì khung hình chữ nhật có đặt ở chỗ 1 phần 3 không các bạn? Vậy thì bạn đặt ở 1 phần 3 chỗ nào? Và đằng sau cái background đấy nó phải có cái hình gì để kéo màu, cái tết của chúng ta làm như nào? Có rất nhiều người học quay phim chụp ảnh nhá, học về quay dựng ấy em ạ. Học chỉ học quay thôi, nhưng lại không bao giờ nghĩ thế nào mà chúng ta phải làm ra một cái đồ họa tốt hơn. Lý do tại sao ạ? Em có thấy tất cả các bộ phim nổi tiếng đều có poster nổi tiếng không ạ? Nó phải trước khi nó được công chiếu nó làm poster, nó quảng cáo rầm rộ không các bạn? Chẳng nhẽ là không có cái poster nào à? Đúng chưa? Đưa lên đấy ấn vào thì bắt đầu người ta mới xem được trailer của cái phim đó. Phim đó người ta mới đi xem chứ, đúng không? Nên các bạn nên tập trung cho tôi về tỷ lệ. Nếu chúng ta học cái này chúng ta sẽ chuyển sang quay phim chụp ảnh, nó sẽ tốt hơn hẳn nhá. Về kéo màu con chữ, cái chữ nó cũng hệ thể hiện được cái giá trị của cái phim. Ví dụ các bạn có thấy là những cái bộ phim về kinh dị không ạ? Thì thường thường text của chúng ta nó cũng sẽ là giáo, nó đâu có thường, đúng chưa? OK, bây giờ các bạn sẽ ngồi luyện cho thầy với cái bài hôm nay về cái tư duy về thiết kế theo tỷ lệ bố cục tỷ lệ vàng cho thầy nha. Cái này thầy sẽ ứng dụng dạy cho các bạn về logo tiếp theo, nhưng mà logo về sau, được không ạ? Nào, bây giờ các bạn sẽ với tư liệu của bạn của thầy gửi này, các bạn có này, các bạn vẽ cho tôi những cái bố cục theo tỷ lệ, đó là hình tròn. Chúng ta sẽ đi theo bố cục hình vuông, bố cục hình lục giác, bố cục hình lượn sóng. Hãy vẽ theo tỷ lệ cho thầy nhá.